Ok, sau khi hàn mặt dưới mình chuẩn bị hàn mặt trên nha, hàn xong rồi mình đổ keo nha các bạn. Đây, ở trên đây nó có cái cọng lúc nãy mình chưa cộng đồng á, giờ nó còn cộng đồng thì các bạn hàn vào nha. Khó lấy nét quá, mình cho mình chờ xem nè, để mình hàn vào mình quay lại cho các bạn xem nha. Ok, các bạn bẻ xuống nha, bẻ đồng xuống, cấp độ xuống rồi mình hàn như thế này nha. Hàn xong mình kiếm keo mình đổ lại luôn nha các bạn cho nó bền nha, chứ nói chung mình làm kỹ kỹ chút nha các bạn. Cho dù mình làm cho thất hoặc làm cho nhà cũng thế, mình kỹ mình xài lâu thôi, chứ gỡ gỡ vô hoài nó cực lắm nha, cái nó nát mạch nữa. Cái này trước cũng có xử lý đâu gọi, nhưng mà người ta hạn chế hẹn ở trên này thôi nè, cho nên nó khi chập chờn cái đời thông á. Mình đổ keo lại nha, mình dùng keo phủ mạch nha, 704 nha các bạn, 704 nha, keo 704 nha các bạn. Ok, sau khi phủ keo xong các bạn chờ cho khô nha, nhưng mà trước mình phủ miếng keo luôn cho bệt nha, nó khỏi ẩm nữa. Ok, sau khi hàn mặt dưới mình chuẩn bị hàn mặt trên nha, hàn xong rồi mình đổ keo nha các bạn. Đây, ở trên đây nó có cái cọng lúc nãy mình chưa cộng đồng á, giờ nó còn cộng đồng thì các bạn hàn vào nha. Khó lấy nét quá, mình cho mình chờ xem nè, để mình hàn vào mình quay lại cho các bạn xem nha. Ok, các bạn bẻ xuống nha, bẻ đồng xuống, cấp độ xuống rồi mình hàn như thế này nha. Hàn xong mình kiếm keo mình đổ lại luôn nha các bạn cho nó bền nha, chứ nói chung mình làm kỹ kỹ chút nha các bạn. Cho dù mình làm cho thất hoặc làm cho nhà cũng thế, mình kỹ mình xài lâu thôi, chứ gỡ gỡ vô hoài nó cực lắm nha, cái nó nát mạch nữa. Cái này trước cũng có xử lý đâu gọi, nhưng mà người ta hạn chế hẹn ở trên này thôi nè, cho nên nó khi chập chờn cái đời thông á. Mình đổ keo lại nha, mình dùng keo phủ mạch nha, 704 nha các bạn, 704 nha, keo 704 nha các bạn. Ok, sau khi phủ keo xong các bạn chờ cho khô nha, nhưng mà trước mình phủ miếng keo luôn cho bệt nha, nó khỏi ẩm nữa. Ok,